Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 4 cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ đối mặt với các hậu quả nếu biết rõ trách nhiệm về đại dịch virus Vũ Hán. Nó có lẽ đã bị chặn đứng ở Trung Quốc trước cả khi nó bắt đầu và nó không bị chặn và cả thế giới đang phải chịu đựng vì nó, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Đây là lời chỉ trích mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho thấy căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ giữa lúc các chuyên gia nói rằng cần có một mức độ hợp tác chưa từng có để đối phó với cuộc khủng hoảng về virus Vũ Hán. Nếu đó là một sai lầm thì đó chỉ là một sai lầm, nhưng nếu họ biết rõ trách nhiệm thì chắc chắn sẽ có các hậu quả. Ông Trung nói, ông Trung cho biết chi tiết về các hành động của Hoa Kỳ sắp tới. Ông Trung và các cố vấn cao cấp đã cáo buộc Trung Quốc thiếu sự minh bạch sau khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát vào cuối năm ngoái ở thành phố Vũ Hán. Tuần trước, ông Trung đã ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới cáo buộc cơ quan này thiên về Trung Cộng. Washington và Bắc Kinh đã nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau về con virus Vũ Hán. Ông Trung ban đầu ca ngợi Trung Quốc và Tập Cận Bình về cách đối phó với dịch bệnh virus Vũ Hán, nhưng ông Trung và các quan chức cấp cao khác cũng gọi virus Vũ Hán là virus Trung Quốc và trong những ngày qua đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng từng giận dữ bác bỏ chuyện quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho quân đội Mỹ về nguồn gốc của con virus này. Ai sẽ chịu trách nhiệm về dự trữ gạo quốc gia năm 2020 mới chỉ mua được có 7.700 tấn? Nhờ con virus Vũ Hán mà toàn dân mới biết một vấn đề quốc gia hệ trọng như dự trữ lương thực quốc gia lại có phần bé hơn chiếc móng tay. Tổng cục dự trữ nhà nước mới mua được 4% lượng gạo dự trữ quốc gia trong năm 2020. Vấn đề nằm ở chỗ khi họa xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang hoành hành làm ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hecta lúa thì tình hình xuất khẩu gạo lại gia tăng, đột biến là thị trường Trung Quốc. Dư luận xã hội lo sợ dịch bệnh COVID kéo dài và có thể sẽ dẫn đến thiếu lương thực trên toàn thế giới nên việc xuất khẩu gạo có thể gây mối nguy hại tiềm tàng cho Việt Nam. Báo động của xã hội mạnh đến nỗi Bộ Công Thương đã hoảng hốt đề nghị Thủ tướng Chính phủ ngừng xuất khẩu gạo. Dựa trên đề nghị của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo, công văn số 121 trên TBVPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020. Nhưng ngay sau đó một ngày, Bộ Công Thương lại đề nghị cho Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại. Công văn số 2101BCTXNK ngày 24 tháng 3 năm 2020. Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu gạo 400.000 tấn trong tháng 4 năm 2020. Và 0 giờ đêm lúc 0 giờ đêm ngày 12 tháng 4 năm 2020, chỉ sau 3 giờ, Tổng cục Hải quan đã cho phép xuất khẩu 400.000 tấn gạo. Trong khi Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính cho phép xuất khẩu 400.000 tấn gạo chỉ trong 3 giờ đồng hồ, thì Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng của Bộ Tài chính lại không mua được gạo dự trữ. Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương cho biết Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ mới mua được 7.700 tấn gạo. Số lượng này chỉ chiếm 4% tổng số 190.000 tấn gạo cần phải dự trữ trong năm 2020. Lý do mà Tổng cục Dự trữ Nhà nước không mua được gạo là vì các nhà thầu trúng thầu mua gạo cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã từ chối thực hiện hợp đồng. Cụ thể là ngày 10 tháng 4 năm 2020, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã hủy kết quả lựa chọn nhà thầu với các gói thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Theo đó, có 5 nhà thầu trúng 6 gói thầu nhập kho dự trữ gạo quốc gia bị hủy kết quả với các lý do nhà thầu từ chối ký hợp đồng và nhà thầu từ chối nộp đảm bảo thực hiện hợp đồng. Đó là 5 nhà thầu: Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh, Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng, Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát Tài và Công ty Cổ phần Mỹ Tường. Dự án Lương thực Quốc gia hạn bé
phận bé hơn cái móng tay. Có nguồn tin thông báo trong quý 1 năm 2020, Trung Quốc đã thu mua tích trữ hơn 50 triệu tấn gạo. Giá lương thực thế giới vì thế mà đang lên cao. Đó cũng là lý do mà các thương lái gạo ở Việt Nam đang hối hả xuất khẩu gạo. Được mùa, có gạo dư thừa trong dân, có gạo dư thừa trên thị trường thì xuất khẩu là đúng. Nhưng cứ nghĩ đến kho gạo dự trữ quốc gia chỉ còn 4%, gồm có 7.700 tấn gạo mà dùng mình. Rõ ràng, số phận dự trữ quốc gia, gạo quốc gia đã bị xem nhẹ đến mức bé hơn cái móng tay. Dự trữ gạo quốc gia là kho quốc gia dự phòng để cung cấp lương thực cho cả nước khi cần thiết. Nó phải có khả năng cung cấp lương thực cho cả nước suốt một thời gian dài. Trong thời chiến, trong thảm họa thiên nhiên như dịch bệnh, hạn hán, lụt lội và mất mùa. Không năm nào không có thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm có thể lên đến hàng nhiều ngàn tỷ đồng. Trong không năm nào là không phải cứu trợ, đó là chưa nói đến hàng triệu hộ nghèo thường xuyên phải cứu đói. Nay cả nước đến ngày 10 tháng 4 năm 2020 mới thu mua được 7.700 tấn gạo dự trữ thì không đủ cứu trợ nội trong một ngày. Trách nhiệm này thuộc về ai? Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Trách nhiệm cao hơn nữa là ông Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chưa hết, dự trữ gạo quốc gia là có thể thúc đẩy sản xuất lương thực khi mà xã hội thiếu gạo. Thì gạo ở trong kho dự trữ được xuất ra, đó là điều đương nhiên. Nhưng vai trò của kho gạo dự trữ quốc gia còn quan trọng ở mặt khác nữa, đó là khi mà mùa màng được thì gạo dư thừa phải đổ vào trong kho dự trữ, nghĩa là kho dự trữ gạo quốc gia còn là để trữ gạo cho nông nghiệp khi dư thừa gạo, không phải là mua bóp chẹt mà mua đúng giá, như thế mới không làm thiệt hại cho người sản xuất, nhờ đó mà khuyến khích được sản xuất lương thực. Sản lượng gạo được mùa dư thừa phải được Tổng cục Dự trữ Nhà nước mua hết vào kho gạo dự trữ, mua đúng giá để cho người sản xuất không bị thua thiệt. Chức năng này của Tổng cục Dự trữ Nhà nước chưa bao giờ được làm đúng. Kho gạo dự trữ quốc gia thực ra là một kho trung chuyển. Gạo trong kho phải được thường xuyên thay đổi mới, lượng gạo cũ phải đến thời hạn và phải được xuất ra hoặc xuất ra xã hội hoặc xuất khẩu đi nước khác. Sản lượng gạo hàng năm của Việt Nam hiện dao động trong khoảng 25 đến 30 triệu tấn khi được mua, rồi ra có thể đến cả triệu tấn gạo. Lượng gạo dư thừa này một mặt là tăng thêm cho lượng gạo xuất khẩu, phần còn lại cần được thu mua vào kho dự trữ lương thực của nhà nước. Nhu cầu tiêu thụ gạo của cả nước một tháng xấp xỉ 1 triệu tấn gạo, từ đó để thấy dự trữ lương thực quốc gia có khả năng tàng chứa từ 3 đến 5 triệu tấn gạo. Đó không tính đến năng lực hệ thống kho chứa gạo của người sản xuất và thương lái. Sẽ có ý kiến khác nhau về khả năng tàng chứa gạo cho dự trữ nhà nước 1 triệu, 5 triệu, 3 triệu hay thậm chí là 7 triệu tấn, còn tùy thuộc vào tầm nhìn ở mỗi người và vai trò của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong ván cờ thương lái gạo. Tham nhũng là quốc tặc, nhưng Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều quốc tặc khác nữa, nguy hiểm không kém quốc tặc tham nhũng, trong đó thương lái là quốc tặc nguy hiểm số 1. Không ai phủ nhận rằng dịch vụ thu mua và công đoạn mang tính quy luật trong luật lao động cũng như hoạt động kinh tế, nhưng dịch vụ thu mua ở Việt Nam trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp đang bị lũng đoạn ở mức quốc tặc. Việt Nam đã trải nghiệm vô số thí nghiệm thực tế đớn đau do quốc tặc thương lái gây ra. Chỉ vài chục thương lái tung tin thu mua một loại nông sản, sản phẩm nào đó là cả một vùng rộng lớn chạy theo thu mua. Hậu quả là hàng ngàn gia đình sạt nghiệp, hàng trăm hecta cây trồng bị thiệt hại. Chưa bao giờ bọn thương lái lại dễ dắt mũi người nông dân, cũng như ngành nông nghiệp của Việt Nam như trong giai đoạn hiện nay. Điều nguy hiểm là bọn thương lái mang đến nhiều tổn thất nhất lại là xuất xứ từ Trung Cộng. Đây là kết quả thật, là một yếu tố huyệt đến mức có thể là tử vong cả nền kinh tế của Việt Nam. Trong hỗn loạn vừa qua của việc dừng rồi lại xuất khẩu gạo có bàn tay thương lái, chiến dịch cấp phép xuất khẩu thần tốc 400.000 tấn trong 3 tiếng đồng hồ lúc 0 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020 cũng không thể không có bàn tay của thương lái, và chính do Trung Cộng giật dây. Trong thất bại của
Tổng cục Dự trữ Nhà nước về mua gạo chỉ được 4% cũng hoàn toàn là do bị thương lái lũng đoạn. Đừng viện ra các lý do khác. Nó phơi bày sự yếu kém đến tệ hại của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. An ninh lương thực là vấn đề tối quan trọng phải chấm dứt số phận bé hơn chiếc móng tay của dự trữ gạo quốc gia hiện nay. Muốn vậy phải thay đổi căn bản vai trò của tổ chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước hàm chứa các điểm cốt lõi sau đây. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải trở thành người chơi chính trong hệ thống thương lái gạo toàn quốc. Hiện nay Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Đó là bởi vì Tổng cục Dự trữ Nhà nước đứng ngoài cuộc chơi kinh doanh gạo. Vì đứng ngoài cuộc chơi nên phụ thuộc và hậu quả là không đảm bảo được dự trữ gạo cho an ninh quốc gia. Khi trở thành mắt xích chủ đạo trong hệ thống thương lái gạo, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ là người cất giọng ra giá gạo thu mua từ người nông dân và ra giá gạo giao bán trên thị trường trong và ngoài nước. Lúc đó mới thể hiện đúng vai trò điều tiết của nhà nước đảm bảo được an ninh lương thực và may ra mới có thể góp phần thực hiện chức năng công bằng xã hội chủ nghĩa. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải thay đổi cách mua gạo dự trữ, cụ thể là trở thành người mua trực tiếp từ bà con nông dân, mua đúng giá chứ không phải mua ép giá. Đây là điều tiết quan trọng vì nó đảm bảo được quyền lợi hợp lý của người sản xuất gạo, nó tránh được sự o ép từ thương lái và đối với người sản xuất gạo, và do đó nó không làm giảm sút ham muốn sản xuất lúa gạo của bà con nông dân. Bà con nông dân là lực lượng chủ lực bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia, là người nuôi sống toàn quốc. Nhưng họ luôn bị đối xử không công bằng, họ bị thương lái o ép, thậm chí có người còn phải bán cả lúa non. Nói đến sự thiệt thòi của nông dân, không thể không nhắc đến di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm bài học. Ngay cả di chúc của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh về miễn thuế nông nghiệp cho nông dân sau chiến tranh cũng bị thực hiện chậm trễ. Mãi đến năm 1990-1991 mới thực hiện, nhưng dẫu muộn còn hơn không. Học tập gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là học tập về lòng thương yêu bà con nông dân. Bà con nông dân là lực lượng quyết định sản xuất lương thực, nuôi sống cả quốc gia. Bà con nông dân cũng là lực lượng quyết định nhân lực bảo vệ đất nước. Không thể để cho bà con nông dân mãi chịu cảnh thiệt thòi, càng không thể để cho thương lái nước ngoài đến phá giá, phá hoại đời sống của nông dân Việt Nam. Có một thực tiễn hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam cho tất cả các lực lượng vũ trang cũng như các cán bộ thuộc đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, nhưng càng học tập thì đồi bại càng xảy ra. Làm tốt hai mục tiêu trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chẳng những đã hoàn thành trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần ổn định đời sống của người dân nông nghiệp. Phải đặt Tổng cục Dự trữ Nhà nước vào tình thế tự chủ, chỉ có như vậy thì Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới có thể hoạt động hiệu quả. Trong trường hợp này phải thay đổi cơ chế tổ chức và cơ chế quản lý Tổng cục Dự trữ Nhà nước một cách tương ứng. Khi đặt Tổng cục Dự trữ Nhà nước vào tình thế như trên, chắc chắn ông Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ hiện nay sẽ tự nguyện từ chức vì không thể đảm đương nổi. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải là một tướng chiến trường. Người đứng đầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước không thể là một công chức sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về ở Bộ Tài chính. Đã lâu rồi, chưa tìm thấy ai trong số các bộ trưởng Việt Nam có tư chất của tướng chiến trường. Đừng nói gì đến hàng ngũ Tổng cục trưởng. Ngoài Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc, không biết có ai trong Bộ Chính trị đã giật mình khi nghe tin dự trữ quốc gia năm 2020 chỉ mới mua được có 7.700 tấn gạo hay không? Sự bàng quang về dự trữ gạo quốc gia tỷ lệ thuận với sự thờ ơ trước vận mệnh của đất nước. Nguy cơ đói sẽ là tiềm tàng nếu như tỷ lệ dự trữ gạo như hiện nay chỉ có 4% trong tổng số cần phải dự trữ trong năm 2020. Lợi dụng khoảng trống của quân đội Mỹ, Trung Quốc lộng hành tại Biển Đông. Lợi dụng lệnh đình chỉ mọi hoạt động triển khai quân đội của Mỹ ở nước ngoài trong vòng 60 ngày nhằm tránh sự lây lan của virus Vũ Hán, Trung Quốc đã tung ra các đòn hiểm chèn ép các quốc gia láng giềng, trong đó có việc thử vũ khí để thị uy, tăng cường tập trận nhằm dằn mặt
triệt để khai thác năng lượng trong vùng biển tranh chấp và tấn công đánh chìm tàu cá Việt Nam. Khi các hàng không mẫu hạm của Mỹ vắng bóng tại Thái Bình Dương và các quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với đại dịch virus Vũ Hán, Trung Quốc đã tận dụng cuộc khủng hoảng này như là một cơ hội có 102 để khẳng định quyền kiểm soát tại Biển Đông. Quân đội Mỹ tổn thương bởi virus Trung Quốc. Vào cuối tháng 3, khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu lan rộng ở Mỹ, khó có ai tưởng tượng được rằng Lầu Năm Góc lại bất ngờ bị tổn thương với khoảng gần 1.000 nhân viên bị lây nhiễm. Điều này đã buộc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper phải cân nhắc hoãn các hoạt động và tập trận chung giữa các đồng minh cũng như đối tác châu Á để tránh sự lây nhiễm giữa binh sĩ Mỹ và nước chủ nhà, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Đồng thời, ông Mark Esper cũng đặt ra các hạn chế khi công bố những thông báo công khai liên quan đến số liệu chính xác và quân nhân Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh, do lo ngại sự minh bạch có thể làm tổn hại đến an ninh của quân đội Mỹ, cũng như sẽ khiến cho các đối thủ triệt để khai thác, cụ thể là Trung Quốc, Nga và Iran. Lầu Năm Góc đã nâng điều kiện bảo vệ y tế HPCNCON lên mức challenge cấp độ cao thứ hai. Một chỉ định cho thấy mức độ truyền nhiễm vượt ra ngoài sự kiểm soát. Để tránh virus Vũ Hán lây lan nhanh chóng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đã tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động triển khai quân đội Mỹ ở nước ngoài trong vòng 60 ngày, bao gồm cả nhân viên quân sự và dân sự làm việc cho Lầu Năm Góc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ phải hủy bỏ hàng trăm hoạt động quân sự và các cuộc tập trận chung với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Điều này có thể được liên hệ với trường hợp đầy kịch tính của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt khi có khoảng 100 binh sĩ trong tổng số 4.000 người trên tàu đã bị dương tính với virus Vũ Hán. Việc đình chỉ hoạt động 60 ngày theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper là nhằm mục đích không để cho virus phát tán trong quân đội, nhưng cũng đồng nghĩa tạo cơ hội tiềm năng cho gã khổng lồ Trung Cộng chớp lấy thời cơ để tiếp tục khuấy đảo tại khu vực Biển Đông, giữa lúc các cường quốc phương Tây và Mỹ đang bù đầu đối phó với con virus Vũ Hán. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi địa chấn trong cán cân sức mạnh hàng hải ở khu vực châu Á, và tất nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành ngư ông đắc lợi trong một kịch bản và chính nó thiết kế ra nhằm đưa các nước vào lộ trình thống trị hủy diệt của Trung Cộng. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự và triển khai các tài sản quân sự quy mô lớn đến khu vực hàng hải nóng bỏng nhất hiện nay. Biển Đông, thông qua các hoạt động phô trương cơ bắp, Đảng Cộng sản Trung Cộng muốn củng cố quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp trên biển và đưa các nước Đông Nam Á nhỏ bé vào thế bị giám sát. Việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá Việt Nam vào ngày 2 tháng 4 tại khu vực biển gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho thấy Trung Cộng đang ngày càng trở nên hung hăng, tranh thủ khai thác tình trạng suy yếu của quân đội Mỹ nhằm bảo đảm lợi thế mới tại điểm nóng này. Sau khi đâm chìm tàu cá Việt Nam, phía Trung Quốc còn bắt giữ 8 ngư dân Việt Nam. Các tàu cá Việt Nam gần đó tìm cách giải cứu đồng hương của mình cũng bị tàu Trung Quốc vây giáp, lục soát tịch thu và đập phá hết trang thiết bị trên tàu. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi dài các hành động của Trung Cộng nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải bất hợp pháp gây bất lợi cho nước láng giềng Đông Nam Á. Với việc quân đội Mỹ đang bị phân tâm bởi dịch bệnh trong nước, các quốc gia Đông Nam Á đang có những dấu hiệu đoàn kết hiếm hoi khi phải đối mặt với đe dọa gia tăng từ Trung Cộng. Philippines vốn nghiêng về phía Trung Cộng dưới thời của Tổng thống Duterte đã bất ngờ đứng về phía Việt Nam sau sự cố chìm tàu cá. Bất chấp những cử chỉ thân thiết với Trung Cộng của Tổng thống Duterte, trong đó có việc ông này bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Cộng cung cấp thiết bị y tế trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, người dân Philippines lại tỏ ra hoài nghi về sự tốt bụng của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Tất nhiên sự hoài nghi này hoàn toàn có cơ sở khi gần đây lợi dụng lúc Philippines đang vật lộn với virus Vũ Hán, Trung Quốc đã đồng thời đẩy mạnh việc quân sự hóa dạng san hô midships nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Trung Quốc cũng tăng cường sự hiện diện xung quanh bãi cạn Scarborough nằm cách hai căn cứ quân sự chiến lược Subic và Clark của Philippines chỉ hơn 100 hải lý. Bắc Kinh đã triển khai tàu hải cảnh khổng lồ 5302 thuộc lớp Sucha 2 nặng 4.000 tấn được trang bị pháo 30mm và có bãi đáp trực thăng tới bãi cạn Scarborough với thân sắc cồng kềnh. Tàu 5302 thường được chính quyền của Bắc Kinh điều tới tham gia các chiến dịch gây áp lực với nước chủ quyền ở Biển Đông. Và nó cũng xuất hiện trùng với thời điểm khi những chuyến hàng cung cấp viện trợ y tế của Trung Quốc tới Philippines. Động thái này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo Philippines về nỗi lo việc Trung Quốc sẽ quân sự hóa tiềm năng đối với bãi cạn mà Trung Quốc đang tranh chấp, trong khi Tổng thống Duterte bãi bỏ một thỏa thuận phòng thủ quan trọng với Mỹ để được bắt tay hợp tác với Trung Cộng. Trong khi thủ đô của các thành phố khác của Philippines, Malaysia đều đang trong tình trạng phong tỏa kéo dài hàng tuần lễ vì virus Vũ Hán, thì người ta lại phát hiện thấy tàu hải dương địa chất 8 của Trung Cộng đang lầm lũi di chuyển hướng tới phía biển phía nam gần Malaysia vào ngày 16 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang gia tăng. Theo trang Marine Traffic, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 bắt đầu khảo sát ở vùng biển cách bờ biển Brunei và Malaysia 352 km. Con tàu này dường như ở phía bắc vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, gần vùng biển mà Việt Nam và Malaysia tuyên bố chủ quyền. Theo một nguồn tin của hàng hải giấu tên Malaysia cho biết, tàu tuần duyên của Malaysia là KM Bekan đã theo dõi con tàu của Trung Quốc này, nhưng từ chối xác định vị trí và chính xác là tính nhạy cảm của vấn đề. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông giữa lúc xuất hiện thông tin tàu hải dương địa chất 8 cùng với nhóm tàu hải cảnh hệ hậu hộ tống đã xuất hiện ở bờ biển Việt Nam 158 km trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lợi dụng sự bận tâm của các nước láng giềng đang quay cuồng lo chống dịch virus Vũ Hán, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng các địa điểm chiến lược tại Biển Đông. Ngày 20 tháng 3, Trung Quốc âm thầm cho khánh thành hai trạm nghiên cứu mới trên đá Subi và đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc là nơi chịu trách nhiệm quản lý hai trạm nghiên cứu này và Tân Hoa Xã vẫn giọng điệu xuyên tạc cũ cho biết là để giúp cho các nhà khoa học mở rộng nghiên cứu về sinh thái biển sâu, về địa chất học, môi trường khoa học và vật liệu năng lượng biển. Với chiêu trò nghiên cứu khoa học nhưng thực chất là nhằm phục vụ cho mục đích quân sự, hai trạm nghiên cứu trá hình này được thiết lập để nhằm thu thập thông tin giúp cho Trung Quốc củng cố khả năng kiểm soát ở thực thể nhân tạo mà họ đang chiếm giữ phi pháp. Hai trạm này được cho là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc xây trước đó ở đá Vành Khăn ở Trường Sa. Tiến sĩ James tại Đại học Hải chiến Mỹ cho rằng bằng cách xây dựng cái gọi là trung tâm nghiên cứu dành cho khoa học, Trung Quốc vô hình chung đã thiết lập sự kiểm soát. Với cách thức này, Bắc Kinh đặt sự đã rồi để các nước khó can thiệp đòi phục hồi nguyên trạng. Ngoài mục tiêu quân sự, Bắc Kinh cùng lúc thúc đẩy việc mở rộng các chiến lược kinh tế ở Biển Đông. Ngày 26 tháng 3, theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Cộng cho biết, nước này đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ khí metan tại khu vực phía Bắc Biển Đông. Metan đã được xác định là nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Cộng và Biển Đông được cho là chứa một số lượng khí metan dồi dào nhất trên thế giới hiện nay. Giới chức năng lượng Trung Quốc tuyên bố rằng đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí mê tan và đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ khoan giếng ngang để khai thác khí mê tan ở biển sâu. Việc khai thác thử nghiệm này diễn ra trong khoảng thời gian từ 17 tháng 2 đến 18 tháng 3 khi dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu tàn phá các quốc gia phương Tây. Việc Trung Quốc khoe khoang sở hữu công nghệ khai thác nguồn năng lượng này không nằm ngoài ý đồ muốn loan báo với thế giới, nếu không muốn nói là sẽ độc chiếm các mỏ khí khổng lồ chưa được khai thác trong phạm vi đường lưỡi bò, đường chín đoạn này mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố có chủ quyền, chiếm đến 85% diện tích Biển Đông và chồng lấn
với các vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna của phía Bắc Indonesia. Theo hướng đó, Trung Cộng song song tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan trọng ở khu vực tranh chấp, trong đó bao gồm các cuộc tập trận chống tàu ngầm được tổ chức ngay sau khi Lầu Năm Góc triển khai tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường USS MC Campbell trong một hoạt động tuần tra tại vùng hàng hải tự do trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán tấn công nước Mỹ. Trong tháng 3, một đội tàu thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đã di chuyển khắp cụm đảo sinh tồn Trường Sa. Đây là những con tàu được ngụy trang là tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc. Nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải của châu Á đã ghi nhận sự hiện diện của quân đội và đội tàu này vào tháng 1 năm 2019 là rất đông, rất nhiều và rất hung hãn. Trong khi ấy, hải quân Trung Quốc phô trương cơ bắp thị uy các nước trong khu vực thông qua các cuộc tập trận do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu. Vào ngày 23 tháng 3, PLA Daily tuyên bố trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở eo biển Bột Hải, nhiều máy bay chiến đấu G-15 đã cất cánh từ boong tàu sân bay Liêu Ninh và hạ cánh thành công vài giờ sau đó, cho thấy khóa huấn luyện kỹ thuật cho phi công của Đại học Hàng không Hải quân thực sự thành công. Thậm chí truyền thông nhà nước Trung Cộng còn nắn gân đến mức miêu tả các cuộc tập trận trên Biển Đông là một phần của cuộc chiến chống virus Trung Quốc. Việc huấn luyện chuẩn bị cho chiến tranh sẽ không dừng lại ngay cả khi xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán. Khi Biển Đông bỗng rộng thênh thang bởi vắng bóng của các chiến hạm của Mỹ vào 11 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản và truyền thông Đài Loan loan tin phát hiện nhóm 5 tàu chiến do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đã đi qua eo biển Mizako và Bashi rồi tiến vào khu vực Biển Đông. Tờ Thời Hoàn Cầu Thời báo dẫn phát biểu của một chuyên gia quân sự Trung Cộng rằng dịch viêm phổi Vũ Hán không gây tác động gì đến hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, do đó nhóm tác chiến vẫn tiến hành hoạt động diễn tập theo như kế hoạch. Cũng theo tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc này, hoạt động của nhóm tàu tác chiến do tàu Liêu Ninh dẫn đầu gây nên sự suy diễn tại Đài Loan rằng sự vắng bóng của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt vì có thủy thủ nhiễm virus Vũ Hán tạo cơ hội cho Trung Cộng tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Tất nhiên, ai cũng hiểu đây là trò chơi dọa nạt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn thường áp dụng để thị uy đối với Đài Loan. Trước đó chỉ vài ngày, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin thủy cơ đổ bộ cỡ lớn AG-600 đang trong quá trình điều chỉnh và tối ưu hóa thiết kế tại thành phố Kinh Môn, Hồ Bắc và hoàn toàn toàn bộ thành viên trong nhóm phát triển máy bay AG-600 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC đã trở lại làm việc sau khi dịch bệnh giảm dần tại tỉnh Hồ Bắc. Lý do gì khiến cho Bắc Kinh lại đẩy nhanh quá trình điều chỉnh AG-600 để thử nghiệm bay trên biển, vốn sẽ thách thức nhiều hơn so với các chuyến bay trên đất liền, hồ hoặc sông mà AG-600 đã từng bay thử nghiệm ở Chu Hải, Quảng Đông vào tháng 12 năm 2017. Đơn giản là AG-600 có thể giám sát môi trường hàng hải và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên biển. Nếu được triển khai từ Tam Á, tỉnh Hải Nam, AG-600 có thể bay đến bất cứ địa điểm nào trên Biển Đông nhờ khả năng bay dài 12 tiếng, cũng như khả năng cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Và tất nhiên, Biển Đông sẽ có nhiều tiền đồn mà Trung Cộng đang dần chiếm đoạt từ các quốc gia nhỏ bé láng giềng. Kolenko, chuyên gia về an ninh biển hàng hải, nhận định trên tờ Incolor 24 tháng 3 rằng hẳn nhiều người nghĩ rằng dịch virus Vũ Hán đang diễn ra có lẽ sẽ khiến cho Bắc Kinh không chú ý đến những điểm nóng hàng hải. Thực tế lại không như vậy, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất chấp virus Vũ Hán. Theo ông Craig Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS khẳng định, nếu một đại dịch toàn cầu không khiến cho Trung Quốc làm dịu tình hình Biển Đông thì khó có khả năng nào buộc Trung Quốc hạ nhiệt. Nhìn rộng hơn, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra quá nhiều hệ lụy tới đời sống xã hội, kinh tế và đặc biệt là an ninh biển đối với các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông với Trung Cộng.
trong đó có Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei. Trong khi đó, Trung Quốc, nơi xuất xứ của virus Vũ Hán, lại đang lợi dụng mọi cơ hội trong khủng hoảng y tế cộng đồng để định hình trật tự chiến lược ở vùng biển tranh chấp. Trong khi nước Mỹ đang phải vận lộn với dịch bệnh từ Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang ở vị thế đắc địa để thâu tóm hoàn toàn các vùng biển tranh chấp, bao gồm cả bãi cạn, bằng việc huy động sức mạnh quân sự từ những đội tàu hải quân, hải cảnh và dân quân biển. Các nhà phân tích chiến lược cho rằng việc kiểm soát và quân sự hóa bãi cạn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đã cho phép Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển và từ đó khẳng định sự thống trị chiến lược ở Biển Đông. Trong ngắn hạn, nếu vắng bóng sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong khu vực, Trung Quốc có thể đẩy mạnh lực lượng hải cảnh và quân dân quân biển nhằm quấy rối các quốc gia bao gồm Việt Nam, Malaysia và có thể cả Indonesia. Trung Quốc sẽ tiến hành hàng loạt hoạt động khẳng định chủ quyền ở Biển Đông như tăng cường tuần tra liên tục gây áp lực với các nước nhỏ để cuối cùng khiến họ mệt mỏi và buộc phải chấp nhận sự kiểm soát trên thực thể của Trung Quốc. Liệu chính quyền Bắc Kinh sẽ đi bao xa trong tham vọng bá chủ Biển Đông một khi Hải quân Mỹ hoạt động tuần tra trở lại khu vực? Nhưng rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ quyết tâm hơn thế, bất chấp đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành và gây ra bao nhiêu cái chết cho cả trăm nghìn người trên thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thực hiện các bước kiểm soát và vùng biển và tài nguyên quan trọng ở Biển Đông. Với tham vọng mở rộng bành trướng và tiến tới nuốt trọn Biển Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt và hung ác để hòng thực hiện sự bá quyền của nó. Quả thực, thế giới đang dần chết bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.